Gỡ cái mài ốc ra trước rồi bắt đầu cái mình lấy cái mình đó mình bỏ vô đây rồi bỏ đây nè con bỏ vô đó chút xíu nữa bà nội bỏ chuối vô xong là được ha cho chút nha hai đứa ăn nha ha ha. Rồi để thành cái vỏ, bỏ vô mình đem vô mình luộc sợ chút á. Mình luộc xong mình bỏ nó vô muối. Bỏ nó vô cái muối mình luộc. Thịt nó rửa bên trên nó vô cái muối nha. Công á ở chung với chị Hương nấu ăn rồi chị mới chỉ cho chính rồi chính về chính nó kêu nấu bữa nấu nó ăn ngon lắm nấu thử ăn đi nhà có chuối mà mua về nhà làm nấu ăn là ngon thì bà ngon từ đó về sau có chuối cái nói rồi có chuối cái bắt đầu đi kiếm ốc ốc ở nhà không có thì đi mua nó nặng cái tắc này vô rồi bắt đọt chuối nó thả vô là nặng này vô nó cho nó tắm cái chuối nấu ăn nó có bị chát gì hết trơn á giò khách này mình nấu luôn nó dẻo ra chứ không có lấy vỏ trắng như là con ốc gạo luôn. Năm đang lấy anh lấy ốc nào năm lấy ốc nè. Con làm gì? Con ốc này nó hơi khó lấy á, con lấy được không? Được. Nè, bà nội cho con cây cây nè, con lấy nè, gỡ cái mài ốc ra trước. Rồi
lúc nào cái mình lấy cái mình đó mình bỏ vô đây. Rồi bỏ đây nè con, bỏ vô đó. Ờ chứ. Chắc sao mình lấy lâu quá. Rồi con lấy không được con này, con lấy con khác rồi cho nội lấy con này cho. Bỏ muối vô mình luộc nó ăn nó sạch trơn rồi. Thịt mình nấu ốc mình sạch mỏng mỏng chút thôi. Má đánh mẻ vô má nấu canh ốc với chuối nè. Mình nấu canh chuối này rồi mình nấu bắp, đậu bắp á. Đậu bắp cũng được, chua cay cũng được, rau muống cũng được, nấu đậu cá rồi á. Nấu à. Rồi, cắt lên đi rồi. Cho dầu vô đó. Tỏi đầy đủ hết trong đây, bỏ vô mắt khèo, mắt khèo cho nó thơm, xong nó bỏ thịt vô, thịt vô khèo, xong nó bỏ ốc vô mắt khèo luôn. Bỏ thịt vô mắt khèo nè, đã nó thơm thôi chứ không cần nó vàng, nó thơm là được rồi. Con muỗng hạt lên nè. Bột ngọt. Hai muỗng đường thôi. Rồi thịt nó săn rồi hết rồi nè. Đậu ốc vô mới xèo luôn nè. Để xong rồi bắt đầu cái nồi nước nó mới quậy xong rồi giờ nó sôi lên rồi mới đổ qua nè. Đó, quay mới bỏ qua nồi nồi nước mẻ. Mẻ mới làm xong rồi đó. Bỏ qua. Nó xèo thịt xong rồi mới bỏ chuối vô mới nấu nè. Nấu cái này nó cũng lẹ lắm. Chuối này nấu nó sôi lên một chút là nó chín rồi. À, vậy là ông nấu chuối xong chưa bà nội? Nấu mới giờ bà nội bỏ chuối vô nè, chút xíu nữa bà nội bỏ chuối vô xong là được ha. Cho chút nha, hai đứa ăn nha ha. Chút nữa đi vòng vòng đừng có nhà ấy nữa không, đừng có ra hoài nha, đi vòng vòng trong nhà thôi nhớ không, đừng có đi ra hoài nha. Đặt kia nè, đó giờ mới nấu nồi cơm củi nè. Thôi, dừa rồi. Giờ mới nêm miếng quế vô cho nó thơm nè. Có lá chi tô vô nữa. Đúng rồi đó. Xăm xăm đâu rồi cà? Xăm xăm ơi, ra ăn với nội. Xăm xăm ơi, đi ra ăn với nội con. Rồi ngồi đây, ngồi lên đàng hoàng. Rồi hai chiều con lại ốc với nội. Giờ nội bắt cơm, múc ốc con ăn nha. Rồi ăn miếng cơm nha không. Rồi giờ bà nội múc cho con. Con ăn chuối không? Ăn chuối luôn ha. Đúng rồi, ăn chuối nè, bà nội cho ăn vô nè. Nội cho con ốc nữa ha. Ăn chuối không hả? Kệ, ăn ốc với thịt đồ luôn vô cho nó ngon. Rồi để ra đây bà nội ăn. Bà nội nấu hả? Cũng mệt mệt chứ. Bà con ăn thử coi coi ngon không? Bà nội nấu coi ngon không? Rồi đây nè, bà nội cho đũa. Rồi con cầm đi, bà nội gấp thịt lên, bà nội cho. Rồi con ăn chuối với ốc nha. Rồi bưng hai tay lên, ngồi đàng hoàng, bưng hai tay lên. Bưng ý, rồi con làm đổ rồi. Rồi con bưng xách chén vô. Con bưng lên rồi ăn. Ăn với nội nha. Chuối nấu nó dẻo không? Dẻo thiệt, dẻo luôn. Để con để đây đi, con chạy vô con lấy cái muỗng nè con ăn. Ở xuống con vô con lấy cái muỗng nè. Mới nấu chuối nè, chuối với ốc con mới nấu mẻ á. Mới nấu mẻ nè, mới nấu có xả rồi, có ớt đồ mà mình nêm chút mình ăn á. Có lá tí tô vô á. Nó ăn nó cũng tốt, nó được giải cảm, trị ho. Nó ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm, lá tí tô á.
ốc trong nhà con làm. Nè, ốc nè, ốc ở trong con lễ nè, ăn đi, ngon lắm. Nè, đó, có cay cay vậy ăn mới ngon, cơm chua mà. Chua ốc mà, ốc mà nấu mình thấy cay cay vậy á. Con chịu ăn ốc à, ốc ngon quá, con chịu ăn. Rồi, mình phải ăn lá tía tô rồi. Thơm lắm nè, ăn lá tía tô thì thơm lắm, ngon lắm nè. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon mốt mình nội nấu ăn nữa nha. Mà nội mua ốc thì mà nội nấu cho con ăn nữa ha. Bye bye, xin chào nha.